Nè, anh nói cho Gưng nghe. Người ta ăn được là mình ăn được. Nè, coi anh ăn nè. Nhưng mà có gì đâu mà ăn được. Nè. Này! Nè. Ê! Không ăn, xử. Ông nội này đang ăn thôi. Trời ơi, tức cái trò của nè. Em đi cho đốc về đường Tân Thạnh đó cả nhà. Cái ghé vô cái cầm chim là thấy cúm núm này là con này là con cúm núm nha, này là con cúm núm thấy mập quá nè, mua về này là mình nó làm món gì ngon anh? Xào gì xào với mớp, xào với mớp rất là ngọt, ngọt dữ lắm. Nhổ lông xong rồi bắt đầu mình cò cho nó vàng. Có nhiều chỗ thì mình lấy rơm, không có rơm thì mình lấy cái cọ mình cò cho nó vàng. Xong rồi bắt đầu mình lấy lá xả nè, chà nó đó, chà nó cái chút xíu mình ăn cái da nó cũng thơm nữa nha, nó không bị tanh. Còn cái phần này, phần rắn này anh làm gì? Còn cái phần rắn này chút xíu nữa là xúc xào lá cách ăn với bánh đa. Nách nó này là mình có thui rồi hả lên? Này thui rồi, để mình có thui hôi ba cái rồi. Giờ chỉ có về mình làm lông cho nó sạch lại cái, chà cho nó thơm da ra cái nữa. Rồi xong cái mình mổ bụng nó mình xào rồi bỏ vô nồi là chào thôi. Sau mình làm lông sạch sẽ rồi đó cả nhà. Bây giờ bắt đầu cái mình làm lòng đây. Đó, vậy là xong rồi đó. Vậy là xong nè, không nó giờ cũng đẹp đẽ rồi, đẹp liền. Em nói rồi nằm đó mình bỏ hết đi chứ có ăn gì đâu hả? Lấy gan tim anh ơi, lấy không? Thế bỏ lấy gan tim trúng nhà rồi. Chơi một con để nó đỡ con, nó đỡ con là nó bỏ nhau rồi, đợi mẹ hết rồi. Đến đi. Trứng này không làm dập rồi. Trái tim game dục luôn hả gì rồi? Khi mình làm xong rồi, sạch sẽ rồi, giờ mình sẽ cắt ra để cho vợ mình xào nha. Cái này nó cái thịt này tôi mình cũng mềm lắm cả nha, không có cứng gì mấy. Lấy dao cắt nhẹ nhàng lắm. Không.
Quên, nãy quên đó, tại tôi nãy quên không chịu chọc ngón tay vô. Kê á? Kê đó. Ô, nhẹ nhàng. Rắn bầm xong rồi sao? Rồi tất cả đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ em xào nha. Ê, em thử củ hành em xào nha mọi người. Xào cây này cấm nấm nha, cấm nấm xào nưa xào mướp đó mọi người. Rồi ngon quá. Một chảo luôn tơi. Ủa anh nhắm chảo này xào hết không anh? Chảo này xào hết không? Hay là mình phải đổi chảo? Mẹ con, Nhung. Đây mình cho gia vị vô nha mọi người. Rồi. Mình xào lên. Rất là ngon. Nói chung là con này nó hiếm lắm mọi người. Hồi xưa thì nó rất là nhiều. Giờ thì nó hiếm lắm. Một con nó là khoảng 300 gram, 400 gram đó, ba con này là 1 ký mốt. Tùy hai con bự, con nhỏ. Con 400 gram, hai con là 800 gram, con nhỏ là 300 gram là 1 ký mốt đó mọi người. Rất là ngon luôn, cái này chấm nấm nha. Ngon lắm. Nói chung là ở Long An này là nó bán đồ đồng nhiều lắm, nhưng mà phải lên ngay chỗ chợ, chợ đầu mối của nó là bán con đủ thứ hết trơn. Rất là ngon nha mọi người. Sao lại? Cho nó thấm rồi cho nó mềm mình mới bỏ mướp vô. Rất là ngon. Nó mềm mới được. Cái này nó giòn lắm mọi người, cái thịt nó ngọt mà ngọt giòn lắm. Miếng hành oi vô đi. Bây giờ là đổ mướp vô nha mọi người.
Đó, đậu mướp giờ đã ngon ghê hơn. Không có đậu nước hả chị không? Đậu ít à, đậu miếng nước mà nó rút hết trơn à. Anh Lương không chịu nước nhiều. Cái này ngọt lắm ha. Nước không anh ơi? Hết trơn rồi nè Lương. Không còn miếng luôn. Đậu mướp này nó có nước. Thơm á. Đậu đất ơi, đại gia đó. Thiệt luôn á. Sao như đây 600 ngàn rồi nữa. Giờ hồi đó này mấy này rẻ, giờ mắc lắm ăn nổi. Bình thường ai đâu dám mua ăn này. Anh vậy? Chết. Đó mình ăn vậy mà 200 mấy. Có con. Nhưng mà con đó là con ốp đá. Đúng rồi, đông lạnh. Không lạnh thì nó bán giá đó chứ không tới đó chị ha. Con nó mua 100 ngàn bà không có. Rất là ngon nha mọi người. Xào cái nó mướp nó ra nước rồi nè. Rồi đó. Giờ là xong nha mọi người. Nướp vậy là tắt lửa nó chín nha. Rồi xin phép được tắt lửa nha. Qua tới món rắn hả chị nha. Rồi bây giờ tới món rắn. Rồi nhắc này xuống. Miếng dầu ở đây cưng ơi. Xào ớt mà xả ớt. Rồi xả ớt đâu? Nè, cá nước mắm đây.
bây giờ là xong rồi. Cúm núm xào với mớp. Rồi rắn xào xả. Rắn xào xả ớt. Rồi bây giờ bánh đa. Bánh đa nha. À, mời cả nhà ăn nha. À, mời cả nhà dùng với em nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngon á. Ngon. Đúng rồi. Ê, cái làm cái gì vậy? Đó. Ngon quá. Đúng đúng đúng, đúng bản anh chị ha. Bên đà. Nó xuất ra là chừng. Có một cái nè. Vô ráng chị này vô. Ở đây, ở đây. Đâu ở vừa ăn. Bỏ ăn không? Nè con. Cấm nấm nè. À. Thật lắm à. Nhưng mà mới lấy mà. Ngon má. Ăn món này tính ra quá đắt đỏ. Cái nhắn nhẫn gì kênh YouTube Nhà Bảo mình lắm. Không mời con rồi, không mời con đâu. Em nhớ là cái ức hồi xưa á. Ba hồi mà dưới mương còn có hồi năm 80 á. 80 79 80 đó là dưới mương ăn cái này màu răng luôn á. Cũng lắm á. Đầu tư anh ăn ngọt lạ lùng không? Ngọt lắm gì không ơi? Chứ bữa mình ăn với kia đơn si. Đơn si. Đồ đông lạnh nó cấp đông lâu quá không ngọt. Đúng rồi. Mà nó chai ngắt à. Nó chai nữa. Trời đất ơi, một phần. Nè, má lựa cho con ăn này nè. Đây, đây, con ăn mấy cái này, đây, đây. Con chấm nước tương. Nước tương ngon. Ê, để gì vô cô quay được không? Được, được. Rồi, bây giờ bảo ra. Bảo ăn kìa, review à. Cái cánh này nhai cào đậu nè. Mà có cây ăn cũng ngon chị. À, ừ. Cắn cho khó rồi. Cái xương nó giòn lắm. Cay quá. Đây ăn mới đã. Cay mà ngon không? Ngon lắm. Mà cay lắm. Nè, nhai xương à. Đó, bảy miếng ăn rồi. Cay thì ăn đỡ cứ cơm đi rồi, lát cái gì ăn nhậu uống bia quá. Nhậu uống bia. Cái ăn không nhạt chai lắm. Mình mấy chai đi, mấy anh em uống đi. Đưa em tủ có rồi. Trời quá chưa. Ừ, đâu mà uống bia không được đâu. Không uống bia rồi hết á. Uống bia rồi hết thôi. Ừ, chai rồi, chai. Bốn lon đi chính rồi. Nè, trà đá nè. Một miếng lên lưng để tràn. Cái này không quơ quấn lại để lát hồi nó mềm của người ta. Ừ. À, cái này ngon. Ở nhà em mới mua lá không tiểu. Em ráng hỏi bánh đa. À, ngon. Chưa ăn rồi, chưa ăn rồi. Trai ngon. Nè, làm miếng này cho mát ăn. Ăn đi em, ngồi ăn nè. Con này em ăn được, ngon lắm. Đang quay tung ra ấy. Không ra đi ăn hết mặt hết mặt nha. Trời ơi chứ cái này muốn mua cũng khó đó bà. Nè. Không phải dễ có đâu. Vô mời cả nhà nha cả nhà. Cho em tôi ba không biết ăn đậu rừng. Đậu rừng đâu biết. Cái gì vậy? Tôi mua đá đỏ rồi nè. Hết cây rồi đúng không? Hết cây. Cái quay này kia dùng rồi đó.
À, như cái miếng này dính nước mắm nè, em dục qua đây luôn hả? Đúng rồi. Ờ, vừa dính ta luôn. Có gì đâu. Bánh đa ngon ghê. Bánh đa béo. Ăn thịt đi chị. Nè. Nè, chân người cổ nè, người ta chấm cổ chị. Nè, cái bánh này đừng bỏ nha, bánh này cũng đừng cuốc của em á. Giòn rộng ha. Cái da cổ giòn á. Anh. Cái da cổ giòn á. Ăn thịt mềm tối luôn ha. Ngon quá. 600.000 đây nè. 22.000 mướp nữa là 622.000. Nhiêu? 600.000 á. 600.000 một ký. Đó. Nhiêu? Trời đất ơi. Ok. Còn bữa ăn bằng người ta ăn hả? Thôi nói vậy thì được. Đây mình lâu lâu ăn lần. Lâu lâu mình ăn lần chứ. Ngày bình thường ngày thường chứ ngày nào cũng ăn có dám ăn này không? Thôi coi. Dám ăn. Ta đụng má ta nghèo luôn ạ. À. Tiền chắc bằng cái núi cũng lỡ hết nữa rồi. Mới hết tiền. Hết nước chưa hết tiền. Thôi. Đó là bị thương không? Thôi chứ. Nói vậy nói chứ không có nói được cái đó hay gì. Không nói được. Chị sợ lắm, sợ má cậu lắm. Bởi bởi anh ra cho nhỏ ăn lên cho nó ăn miếng đó cho biết. Chán rồi. Dặn tôi nữa rồi, hết dặn nói chuyện với tôi nữa rồi. Này lâu lâu mới mua được lần đó con, chứ ở Long An rồi không người bán mấy này đâu. Thì chứ nhiều khi nó có một thằng mà tối ngày nó đụng tới nó buồn dặn. Buồn đụng tới cái buồn dặn, ờ vu vơ. Ấy thịt cho con nó cưng đó. Chấm mắm tương ngon nữa. Chứ không ngon sao 600.000 ăn ký. Ba. Dạ nó giờ vô đạm chưa vô tinh bột nha. Thôi. Cái cỏ này ngon á. Mấy người quay. Vừa ăn luôn á. Nè đúng vừa ăn rắn. Ngon đẹp. Ngon nè à. Chết rồi. Ừ, cái cỏ á. Chị nhanh hết xíu luôn á. Giòn mà thịt mềm mà. Bóp con chờ chị không mua, chị mua le chị không ăn nữa kìa. Chứ em chưa ăn này lần nào à? Chưa. Nó có ăn này đâu. Để em ăn thử cho biết. Chị ăn đó. Le ngon. Hồi nãy em đi đâu mà mua được cái này vậy chứ? Cái này ghê đó. Cái này ghê. Lấy cái tăng kìa, lấy ra vô coi bảo. Thôi, nóng. Để đi. Nóng bà ơi. Rửa từ sao lên? Trời ơi, hôm mới ăn cháo lưỡi xong giờ tôi ăn đu đũa sợ lây. Quá là vàng. Vàng quá. Bỏ ra đây lấy. Đó. Thấy rồi. Giang cái cổ cũng vậy, cái đầu cũng vậy. Cài không? Dương bà lâu rồi. Ăn rồi, đầu béo lắm. Cái cánh vậy rồi không có gì ăn nữa, kêu lấy cái giò là nút. Cầm mấy giò vào. Vào qua. Ủa cái bịch nó béo không nè. Ai đâu, bỏ bịch. Cái gà mẹ.
Em hỏi được không? Tắm nói được. Trời ơi đã. Ăn hai thầy. Chị hấp cái nước nó đi, nó ngọt thâm trầm luôn. Ấm này cay ra đã thiệt mà cay đã. Có ăn cho đã thèm đi nha bà con. Ăn đi mốt không có tiền rồi mua. Không phải là không có tiền mua mà ăn nó ngán tiền thôi chứ. Tại vì đến nỗi không có tiền mua. Nếu mua thì người ta không có. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Hôm nay giờ nó vô hiếm rồi đó. Nó hết rồi đó. Thôi cái hàng hiếm rồi. Hiếm rồi. Mà thôi, mốt chị mua hai con le le. Le le là tưởng như trời ơi. Phái nuôi vậy bị nguyên bài chích ghê luôn á. Hồi nãy nguyên bài chích nó để luôn nha. Quay lộ vậy luôn nè. Trời ơi. Tám thịt con gà sao ăn cũng ngon lắm. Ừ. Nó bự quá làm thịt ăn hết vậy. Phải phải có đất làm một cái mô hình ha. Con gà sao ăn ngon lắm, ăn ngọt lắm. Làm mỗi một cái ô vuông nè. 3 mét vuông, 3 mét vuông á. Hồi đó thời con gái đi ăn cắp gà, cắp ngay con gà sao luôn. Cái mô hình mà làm từ 3 mét vuông bắt đầu bỏ vô hai con chỉ, hai con gà sao rồi ha. Chị để cho em nè, tụi nè. Ăn này hết hà, đúng chết. Hả? Thôi, cũng muốn. Đi xe. Mì Nương cho cảm nghĩ về cái ăn cơm thịt này coi. Làm thôi tiếng Mì Nương ăn nhá. Nuôi hai con này mà thấy ok đi. Thì mày mốt tôi mua cho con két. Cứ nhắc luôn. Két là con gì? Két ít nói vậy. Phải chịu á. Chịu mấy? Con két vui hơn. Con két á, nó bán cái lồng nó kiểu mà nó buộc cái chân. Rồi là có cái cây đưa ngang là treo vậy thôi chứ không có lồng, nó không nuôi lồng. Đúng rồi. À, kẹt rồi đó. Nhìn nó mới sướng. Kêu Bảo ơi Bảo, Bảo ơi Bảo, nó kêu Bảo ơi Bảo. Kêu Bảo chó lẻ, kêu Bảo chó lẻ. Bé nào có đi vô đó còn đi về vậy? Theo đi chơi vậy, cho đó lộ, đi chơi. Đi lại á. Ăn cho phải chấm đúng bài bản mới được á. Ăn sơn sườn ngon. 600 ngàn. Đáng đồng tiền, đáng đồng tiền gạo. Mãi có con. Đúng không? Ổn. Cái rắc gà. Nó uống nước đầy vô cái ca luôn mà nó ra đậm nữa kìa. Quá rồi bỏ luôn. Cái đậm mới đã. Như là đậm quá. Đó, em mới đổ nước thêm nước 2 đó mà nó đậm vậy đó. Cái này uống được cả 3 nước á. Chút bánh đa này thì ăn sáu này đúng bài hơn. Còn lá cách thì mình phải ăn không, lá cách. Ăn không. Lá cách là phải ăn không. Ở có lá cách là còn gì nữa. Đúng rồi. Thịt ngon quá. Cái này nó là hả? À, vô đây vô quán một kêu dĩa vô nhúm cái này. Nhúm chỗ này là 200 ngàn. Trời ơi, ăn cái mâm này là biết như tiền của ta chưa không? Nhúm cũng chén à. Ăn cái mâm này bằng ta ăn từng lễ á. Bạc triệu á. Bạc triệu á. Cái này nè, là gia đình em trải nghiệm nha mọi người, được có ném đá nha. Không phải là gia đình em phung phí đâu nha, mà trải nghiệm đó. Ủa ăn mình ăn vô người mình mà, tôi đâu có giục đâu mà phung phí. Tôi muốn nói là phải nhìn là tôi ăn tôi nuốt trong người tôi mà. Với năm 12 tháng nữa mới ăn các bạn. Sao không sao đâu. Ăn đó mình phải nói trước để mấy... Để anh đồng bào bí mà. Mấy ông Phật bàn phím nói. Giờ có biệt danh đó đó, Phật bàn phím. Có một hồi luôn nữa. Có hai lòng rồi nha. Ba lòng không được. Ngon quá. Ừ,
dọn xong rồi dọn. Còn ngon. Xong rồi rồi lên ngủ à. Ra nước nó vô vậy. Nào đó. Bây giờ biết thèm ăn gì biết không? Không, không có dọn nước rồi nước vậy thôi. Không? Ừ. Còn rau, nãy nước, nãy mình mà đổ nước là xu cái gì? Thành rau nấu nấm với lại ăn với lại nó còn nè. Tắm ăn đi. Đó. Ừ, để ăn này nè. Canh rau nấu nấm ăn với lại khô lăn phòng chim. Chiều nay hả? Đang thèm vậy đó. Chiều nay đang chơi thì thôi. Cá có rồi ha. Mua rau về nấu canh rau là lụm được rồi. Ừ, ăn khô cả khô. Đơn giản vậy thôi. Thèm ăn vậy. Đồ ăn ngàn hà, cái tối ngày cái đi mua hoài. Ủa đây nữa. Khóc hay gì vậy? Có. Rồi bây giờ cái video đã tới đây đã kết thúc cho mọi người. Xin mọi người hãy vô xem và bình luận và nhấn chuông cho em. Rồi hẹn lại clip sau nha. Chào cả nhà nha. Chào. Cái bịch cũ.